Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây nên Bắc Bộ trong ngày mai sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 đến 38 độ và có nơi trên 39 độ. Sau đó từ đêm mai sang ngày 22 tháng 6, vùng hội tụ gió trên cao được hình thành trở lại sẽ gây mưa cho các tỉnh thành miền Bắc. Đáng lưu ý thời điểm mưa chủ yếu là vào chiều tối và đêm, mưa với lượng khá sẽ tập trung chính là ở các tỉnh vùng núi, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất. Từ ngày 22 tháng 6, nhiệt độ sẽ giảm dần. Đến với các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng của áp thấp nóng và hiệu ứng phơn nên nắng nóng kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó mới có khả năng dịu dần. Nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến là từ 36 tới 38 độ. Chỉ riêng hai tỉnh phía Nam là Ninh Thuận cũng như là Bình Thuận, nhiệt độ dưới 35 độ. Đến với các tỉnh phía Nam nước ta, cụ thể là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, chịu tác động của gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Vì vậy mà mưa sẽ xuất hiện nhiều nơi ở Nam Bộ, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, trên khu vực Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa.